Bắc Hàn tổ chức hội nghị về đặc khu kinh tế tương tự Bình Nhưỡng. Bắc Hàn hôm nay đã tổ chức một hội nghị về đặc khu kinh tế của mình, được gọi tắt là SEZ, như một phần của những nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm thúc đẩy nền kinh tế. Đoạn video được cung cấp bởi hãng tin nhà nước Bắc Hàn KCNA cho thấy hội nghị mang tên chia sẻ kiến thức về đặc khu kinh tế của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, có sự tham dự của các đại biểu nước ngoài và Bắc Hàn. KCNA cho biết hội nghị được tổ chức bởi ông Park Yong-hee, một giáo sư của trường đại học British Columbia ở Canada và Hiệp hội Phát triển Kinh tế Triều Tiên. KCNA đã không xác nhận là vị giáo sư có phải là công dân Bắc Hàn hay không. Ông Park nói Hansan, Wonsan và Orange là một số các đặc khu kinh tế ở Bắc Hàn đã được kiểm tra để chuẩn bị cho hội nghị. Tình hình tại những đặc khu phát triển kinh tế này đã được kiểm tra để đưa ra những đề nghị cho kế hoạch phát triển kinh tế của Bắc Hàn dựa theo kinh nghiệm phát triển ở các nước khác. KCNA cho biết các chuyên gia về đặc khu kinh tế từ Trung Quốc, Mã Lai, Ấn Độ, Canada, Phi Luật Tân và Hoa Kỳ, cũng như các phái đoàn ngoại giao từ các nước khác nhau, các đại biểu từ các tổ chức quốc tế và các quan chức đến từ các đại sứ quán ở Bắc Hàn đã tham dự hội nghị.